Rồi. Câu số 1. Cho AB bằng 1,5 decimet. CD bằng 30 cm. Tính tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD. Thì trước tiên ta phải đổi AB và CD để đưa về cùng đơn vị đo rồi mới tính được tỷ số. AB là 1,5 dm thì các bạn có thể đổi về cm cho thầy này. 1,5 dm, 1 dm là bằng 10 cm nhỉ? 1,5 là 15 này. 1,5 nhân 10 đấy, 15 cm. Vậy thì tỷ số AB phần CD là bằng thay số đo vào là 15 chia 10. Đáp án là rút gọn là 3/2 đúng không? Chia 5 hả? 3/2 đúng rồi. 3/2. À, thầy nhầm, CD là 30 mà. CD là 30. Như vậy là không phải 3/2. 15/30 rút gọn là 1/2 nhé. Các bạn chính xác là D. Rồi, chúc mừng các bạn comment D nhé. Câu 2. MN phần PQ bằng 2/3. MN bằng 4. PQ bằng bao nhiêu? Thay số đo vào thôi. MN là 4 đúng không? Như vậy là ta có 4 phần PQ này. Bằng vế phải là 2/3 này. Thay số đo của MN vô thôi. Đến đây thì ta nhân chéo chia ngang này. PQ sẽ bằng nhiều 3 x 4 chia 2. Nhân chéo. Đó, nhân chéo, thích chéo 3 x 4 chia 2. Để chia ngang 12 chia 2 là đáp án là 6 cm. Comment C. Chúc mừng các bạn comment C. Tiếp tục các bạn hãy comment câu 3 cho thầy. Câu 3. Có một bạn comment câu 3B rồi. Tiếp tục. Thầy đang chờ ý kiến từ những bạn khác. 3D có, 3B có, như vậy là 2 trường phái. Có 2 trường phái. Ba B với 3D có ai nữa không? Có ai có ý kiến khác gì nữa không? Những người còn lại chưa biết làm hả? Cho hình vẽ 1 là hình vẽ bên này. Biết rằng MN song song với BC, đẳng thức đúng là MN song song với BC thì khi đó MN phần BC bằng bao nhiêu? MN phần BC. Câu A là MN phần BC thì bằng gì? AM phần AB mới đúng. AM phần AB. Đó, MN phần BC thì bằng AM phần AB. Khi mà MN song song với BC thì ta sẽ có tạo thành một tam giác mới là tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Các bạn lưu ý nhé. Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Cho nên ta sẽ có tỷ số là AM chia cho AB bằng MN chia BC. Đấy. 12 chia cho 12 ở vế phải đấy. Bằng 23 chia 23 đấy. Đáp án chính xác là câu B phải không? AM chia AB. Còn Bật Linh là AM chia AB bằng AN. Chia BC là sai ấy Bật Linh nhá. Có một bạn comment là câu D là sai nhá. Đoàn Quang Khanh sai luôn nhá. 3D sai nhá. AM chia AB thì phải bằng là AN chia AC mới đúng chứ. Câu B đúng thôi. Tiếp tục câu 4. Cho hình vẽ 2 là cái hình bên này. Các cặp đường thẳng song song với nhau là. Tiếp tục nhanh chóng comment đáp án các bạn ơi. Comment câu 4 đi nào. Một bạn comment 4C, 4C 2 bạn, 3 bạn. Rồi, nhiều bạn comment 4C. Đầu tiên là DE song song với BC. Đấy. Vì sao nó song song? Các bạn thấy này. Ta áp dụng định lý Thales. Cụ thể ta có là đường thẳng đáy E cắt hai cạnh AB và AC của tam giác ABC và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Ta có là AD chia cho DB là 3/6 thì bằng AE chia cho EC 5/10, đều rút gọn 1/2 đúng không? Đó. Từ đó suy ra là đường thẳng DE song song với cạnh còn lại của tam giác đó là BC. Đó là câu A đúng. Còn câu B là EF song song với BC đúng luôn. Cụ thể là đường thẳng EF cắt hai cạnh AC và BC của tam giác ABC và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương tỷ lệ, cụ thể là CE phần EA là 10/5 bằng CF phần FB là bằng 14/7 là bằng 2. Vậy từ đó suy ra là EF song song với cạnh còn lại AB. Như vậy câu A đúng, B đúng, nhưng câu C là cả A và B đều đúng. Người ta hỏi là các cặp đường thẳng song song với nhau là, nếu mình chọn câu A là thiếu, câu B cũng vậy, chỉ có câu C đầy đủ, câu D thì sai. Tiếp tục. Câu 5 dựa vào hình vẽ B3 hình như này cho biết như vậy cái hình số 3 này là dành cho các câu là 5, 6, 7, 8 luôn các bạn nhé. Hình số 3. Đó. Hình 3 này là làm cả các câu 5, 6, 7, 8 luôn. Rồi. Nhanh chóng comment câu, các bạn comment cái chữ đằng trước nữa. Phải nhắc lại là các bạn comment cả cái số đằng trước nữa. Ví dụ như câu 5, các bạn comment là 5 gì đó. Chứ đừng mỗi chữ C như vậy là không biết được của câu nào. Các bạn hiểu không? Và nhớ là cuối buổi là đếm xem số lượng mình đúng bao nhiêu câu nha. Hình này cho biết x bằng bao nhiêu. Đấy, quan sát này. X ở đây là độ dài của đoạn thẳng AE. Đúng không? Thế thì ở đây đề bài cho là DE song song với BC đúng không? DE song song BC. Thế thì ta sẽ có tỷ suy ra ta có tỷ số là gì nhỉ? DE cắt hai cạnh AB, AC của tam giác ABC và song song với cạnh còn lại thì nó sẽ định ra trên hai cạnh AB, AC những đoạn thẳng tương tỷ lệ. Cụ thể là ta có tỷ số nào? AE chia cho EC này, trên những căn dưới đấy, bằng AD chia cho DB này. Phải thay số vào ta được cái gì? AE là x này, EC là mấy? EC là 6 này, AD là 2, DB là 4. Thế nên ta nhân chéo chia ngang ta được là x bằng 6 × 2 chia 4, 12 chia 4 được 3. Đáp án chính xác là 5C. Chúc mừng các bạn comment 5C. Tiếp tục câu 6 cũng là hình vẽ này. Y bằng bao nhiêu? Muốn biết Y thì ta thấy là DE song song với BC này tạo thành một tam giác là mới là tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC ban đầu. Bạn lưu ý nhé. Tam giác câu 6 nha, tam giác ADE này. Xét tam giác ABC có DE song song BC thì sẽ tam giác ADE đồng dạng với tam giác BC. Ba cạnh tam giác mới tương tỷ lệ với ba cạnh tam giác đã cho. Cụ thể là ta có DE phần với bên kia là BC 23/23 đấy thì bằng AD phần AB. Thay số đo vào ta có cái gì? DE ta thay là Y, còn BC là chưa có để nguyên. BC có rồi nhỉ? Nhầm. BC là 12. AD là mấy? AD là 2. Còn AB là mấy? AD là tổng của AB là tổng của AD cộng với DB đấy, cộng lại là 2 + 4 là 6. Vậy thì tìm được Y. 12 nhân 2 chia 6 nhân chéo thì ngang. Đấy, 12 chia 6 được 2. 2 nhân 2 là 4. Đáp án chính xác là câu B, 6B. Phải nhỉ? Thứ chia 6 được 4 mà. Như vậy ở đây một số bạn comment 6. Các bạn không ai comment 6B luôn. 100% comment 6C luôn. Ô hay nhỉ. Các bạn tính sao ra được à, bạn Đào Nhi nói là lột tính chất đường trung bình. Đâu có phải đường trung bình tam giác đâu. D và E đâu phải trung điểm của AB với AC đâu. Đó. Bạn đọc kỹ đề đi, không phải đâu trung điểm đâu. Đấy. Có bạn Bình Quý comment là 3/6 gì đây? 2/6, 2/2 + 4 là 6. Rồi câu 7. Giả sử tam giác ADE đồng dạng tam giác ABC. Ký hiệu C là chu vi của tam giác, vậy thì chu vi tam giác ADE. CADE tức là chu vi tam giác ADE nhé. Chia cho chu vi tam giác ABC là bao nhiêu? Thì các bạn nhớ lại công thức tỷ số chu vi của hai tam giác đồng dạng thì bằng tỷ số đồng dạng. Công thức này ở trong toán sách giáo khoa toán 8. Cái bài tỷ số đồng dạng ấy. Thế thì ở đây ta có cái gì? Tỷ số CADE. Đây là viết hơi thiếu đấy, đáng lẽ viết tam giác ADE nó thì chuẩn hơn đấy. Chu vi tam giác ADE chia cho chu vi tam giác ABC thì bằng với tỷ số đồng dạng là bằng với AD chia AB cũng được. AD chia AB, AD có chưa? Có rồi. Bằng AD. Mới được một bạn comment thôi. Chia AB. Thầy chỉ tính những comment trước khi thầy giải ra nhá, comment sau không tính nữa nhá. Đó, tỷ số này AD là 12 này, dưới mẫu là AB 12 này. Thay số đo vào thôi, 2/6 đứt gọn 1/3. Đáp án chính xác là câu D. Các bạn comment AB là 6 đấy các bạn. AB là 6. 2/4 là 6. Thế mà nhiều bạn comment là B. Trời ơi, kiến thức mới đó quên hết rồi. Tiếp tục là tam giác ADE đồng dạng tam giác ABC thì ký hiệu S là diện tích nhá, diện tích. S là diện tích của tam giác, vậy thì diện tích tam giác ADE chia diện tích tam giác ABC là bao nhiêu? Đấy. Nhanh chóng comment câu 8 đi. Câu 8 này là sử dụng kiến thức như hồi nãy phần tự luận thầy sửa rồi đó. Nhanh chóng comment đi coi nào. 8 gì đâu? Ai biết đâu? Có câu 7 rồi mà không làm được câu 8. Còn nãy thầy sửa trong phần tự luận rồi. Tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Cụ thể là bằng tỷ số đồng dạng là bằng AD chia AB. Đó, ta lấy một cặp cạnh tương chia cho nhau thôi, bình phương lên. Thay số vào 2/6. Bình phương lên. Tức là 1/3. Bình phương lên, đáp án 1/9. Đáp án chính xác là câu B. Ôi giời ơi. Các bạn đừng có học theo nhau comment nhá. Thấy người ta comment mình cũng đua đòi comment. Sai hết. Sai hết. Cái này là học đua học đòi thôi. Trời ơi. Lớn ngày này tuổi đầu rồi còn bị các lừa, phải cẩn thận đấy chứ, đặc biệt là mấy đứa con gái. Xã hội nó lừa cho lăn quay bây giờ. Bài toán nho nhỏ thế này hồi nãy trong phần tự luận ta đã làm rồi. Cho hình vẽ 4, hình vẽ này câu 9 nhé. Nhanh chóng comment câu 9A nào. 9 có 3 ý: A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, thấy không? Mình cho một hình 4 này. Viết AD là phân giáp của cọc BAC. AB bằng 15, AC bằng 20 và độ dài BC thì bằng 25. Tỉ số của hai đàn thẳng DB và DC, DB và DC. Thế thì ta áp dụng tính chất đường phân giáp và tam giáp. Nhanh chóng comment câu 9 đi các bạn ơi. Thầy chưa thấy ai comment câu 9 cả. Còn nãy trong phần tự luận thầy nhắc rồi. Áp dụng tính chất đường phân giáp của tam giác thì ta có đường phân giáp AD chia cạnh đối diện của góc A, đó là cạnh BC này, cạnh BC thành hai đoạn. Đoạn DB và đoạn DC, hai đoạn này. Tương ứng tỷ lệ với hai cạnh kề, cụ thể là DB phần AB bằng DC phần AC hoặc là DB phần DC. Nếu mà ta lấy DB phần DC nhé thì bên này là bằng AB phần AC. Đó. Như vậy ta có tỷ số là DB phần DC. DB thì kề với AB đúng không? Còn DC thì kề với AC đúng không? Ta viết thế này cũng được. Có hai cách viết. Cách thứ nhất là viết DB chia AB phần DC chia AC. Cách hai là viết như thầy đã viết ở đây. Thay số đo vào là 15 phần 20. Các bạn comment sớm sớm á. Cứ còn 3 phần 4. Mình chia cho 5 đấy. Có bạn là comment câu B mới hay cả. Trời ơi, 9B. Các bạn 9B. 15 phần 20 mà không biết rút gọn. Có một các bạn comment câu A thì đúng rồi. Tiếp tục. Bây giờ tính độ dài DB. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Tính độ dài DB. Thì ta cũng tính tương tự như bài hồi nãy thôi. Bây giờ ta áp dụng cái kết quả đã có sẵn ở câu A là DB phần DC bằng 3 phần 4 đúng không? Vậy thì thầy sẽ lấy từ cái kết quả trên kia thì thầy suy ra được cái kết quả mới là gì? Suy ra là tử chia tử là DB này 3 này bằng mẫu chia mẫu là DC phần 4 này. Đó. Thay đổi về hai tỷ số mới cũng bằng nhau. DB phần DC bằng 3 phần 4 được rồi. Tử chia tử là DB chia 3 bằng phần mẫu chia mẫu. Mẫu chia mẫu là DC phần 4. Mục đích thay đổi ra như vậy để làm cái gì? Để thầy áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau đã học ở lớp 7. DB hồi nãy cũng học rồi đúng không? Thầy cố tình ôn tự luận trước là để các bạn nắm chắc công thức này. Đó. Phần mẫu cộng mẫu DB cộng DC thì nhìn cái hình các bạn thấy này. DB cộng DC thì ra BC thôi. BC. Phần 3 cộng 4 là 7. BC đề bài cho bao nhiêu nhỉ? BC 25. Ta viết con số 25 phần 7. Hãy số đo vào. Đến đây ta dễ dàng tính DB đấy các bạn. Đó. DB bằng gì? DB phần 3 này, các bạn nhìn đi, phân số đầu tiên là DB phần 3 này. Bằng phân số cuối cùng là 25 phần 7 thì ta nhân chéo trên ngang thôi. DB sẽ bằng 3 nhân 25 chia 7. 3 nhân 25 chia 7 là bằng 75 chia 7 đúng không? 75 phần 7. Và xấp xỉ bao nhiêu? Các bạn bấm máy tính cho thầy cái. Vậy 5 phần 7 là đáp án là bao nhiêu? Sắp xỉ nhé. Rồi các bạn có nhìn thấy cái máy tính thầy mới tẩu trên màn hình không? Bạn nào nhìn thấy cái máy tính của thầy thì comment vô mục chat là có cho thầy cái nào. Comment chữ có cái nào. Để máy tính chưa? À rồi, tốt rồi. Mới đầu nha. Hôm sau nhờ máy tính này là chúng ta sẽ học cái dạng toán tìm giá trị nhỏ nhất. Cái nhất là rất là hiệu quả, nhanh chóng. Thầy có chiêu bấm tìm ra đáp án rất là nhanh. Điều này là thầy là dạy cho học sinh đây 75/7 nhá, từng đây xấp xỉ 10,71. Như vậy đáp án chính xác là câu A các bạn ha. Tròn. Xác là câu A. Đó. Tiếp tục. DC, độ dài DC. Là 10,7. DC thì có hai cách, cách một là lấy ta lấy BC mà trừ đi DB. Cách hai là áp dụng ngay tại đây cũng được. Các bạn thấy phân số DC phần 4 này bằng phân số cuối cùng là 25/7. Chúng ta cũng áp dụng nhân chéo trên ngang thôi. DC sẽ nhân chéo trên ngang là gì? Lấy 4 nhân với 25 chia 7. 4 nhân 25 chia 7 là 100/7. Đó, không biết là xấp xỉ bao nhiêu. Ta lại bấm 100/7. Xấp xỉ 14,28 29. Đằng sau số 8 là số 9 các bạn. Số 5. Đằng sau số 8 và số 5 thì ta làm tròn, từ số 5 trở về sau là viết thành 0 hết. Đồng thời số 8 được viết tăng thêm một đơn vị, xấp xỉ 14,29. Chọn đáp án B. B. Đó. Xấp xỉ 14,29. Tiếp theo câu 10. Nhanh chóng đáp án comment đáp án câu 10 các bạn nhé. Chứ nhớ tính số lượng câu đúng của mình nhé. Câu số 10. Một bạn đọc đề bài câu 10 đấy. Bây giờ ta Lê Hoàng Phương Vi nào. Dạ thưa thầy, câu 10 chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau. A. Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau. B. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. C. Hai tam giác vuông cân thì đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác bất kỳ luôn đồng dạng. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ nhiều bạn đã comment câu 10C rồi. Thầy cũng đồng tình với các bạn là câu 10C là câu đáp án chính xác. 10C. Hai tam giác vuông cân thì đồng dạng với nhau. Còn tại sao câu A lại sai? Hai tam giác cân này không đồng dạng, bởi vì một tam giác cân mà thế này, ví dụ như thế này, nhìn này, góc A là bằng 30 độ đi. Còn một tam giác cân khác là thế này, góc A là 100 độ đi. Như vậy thì rõ ràng tính được góc B và góc C để có số đo khác nữa, chứ ra là không có góc nào bằng nhau cả. Hai tam giác cân cùng là tam giác cân cả, cân đó, nhưng mà không đồng dạng. Còn hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau hết sức vô lý đấy. Hai tam giác bằng dạng, một tam giác nhỏ, một tam giác to cũng đồng dạng với nhau, không nhất thiết phải bằng nhau. Ngược lại, hai tam giác bằng nhau thì chắc chắn đồng dạng ha. Câu C, hai tam giác vuông cân thì đồng dạng với nhau, câu này chính xác các bạn ha. Tại sao câu C chính xác? Bởi khi nó đến hai tam giác vuông cân thì lấy ví dụ. Để vẽ hình tam giác ABC vuông cân tại A và một tam giác DEF vuông cân tại D. Thì khi mà tam giác vuông cân thì hai góc nhọn thì mỗi góc là 45 độ. Như vậy các hai tam giác này là có các góc tương bằng nhau thì dẫn đến hai tam giác đồng dạng thôi. C hoàn toàn đúng. Còn câu D thì tầm 7 ha. Hai tam giác bất kỳ sao đồng dạng được. Sang câu 11. Một số bạn đã comment 11B rồi. Chính xác. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau. Lưu ý là câu 11 tìm khẳng định sai với khẳng định đúng nhé. Tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng phải là bằng bình phương tỷ số đồng dạng, mà ở đây người ta nói là bằng tỷ số đồng dạng là sai rồi, phải là bằng bình phương tỷ số đồng dạng mới đúng. Câu A thì đúng, tỷ số đường cao của tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng số đồng dạng, chỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng số đồng dạng, và chỉ số đường trung tuyến, hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng số đồng dạng. Cái này trong bài tập trong sách giáo khoa của toán lớp 8 có bài tập. Tiếp tục câu 12. Cho tam giác ABC có A 40 độ, B là 80 độ. 40 độ, 80 độ. A, B, C. Đây là 40 nhé. Còn B 80 độ. Tam giác DEF có góc E 40 độ. E 40 độ. Rồi góc D là 60 độ. D của ta là 60 độ. Còn góc F thì chưa biết. Tương tự như vậy bên này góc C chưa biết. Khẳng định là sau đây đúng. Thì ở tam giác ABC ta dễ dàng tính ngay được góc C. Tổng số đo ba góc của tam giác 180 độ. Ta lấy 180 độ trừ đi góc B và trừ đi góc A. 180 độ trừ đi 80 độ B nhé, được còn 100 độ, 100 độ trừ đi 40 độ nó còn 60 độ. C ta tính được 60 độ. Vậy thì lúc này ta có góc A bằng góc E và góc C thì bằng góc D. Như vậy cho nên hai tam giác ABC đồng dạng với tam giác EFD. ABC đồng dạng tam giác ABC theo thứ tự nhá, thì đồng dạng với tam giác EFD. Tại sao là EFD? Bởi vì góc A tương ứng với góc E 40 độ, góc C tương ứng với góc D 60 độ ở vị trí thứ 3. Còn tất nhiên thì góc B tương ứng với góc F, nhưng mà số đo của góc F thì ta không cần tìm. Số đo góc F không cần tìm. Lý do là chỉ cần áp dụng hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì suy ra hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc. Chỉ cần tính được góc A, so sánh góc A, góc E, góc C, góc D là đủ rồi. Tiếp tục câu 13 các bạn ha. Cho tam giác DEF và tam giác ABC có góc E bằng góc B. DEF và ABC có góc E và góc B. DEF ABC E bằng B. Bây giờ thầy cần sửa lại cái hình này cả. Thầy làm câu 13 nhưng mà thầy sử dụng cái hình của câu 12 nhé. Chứ bây giờ vẽ lại cái hình mất thời gian. Các bạn hiểu ý thầy không? Tận dụng. Câu 12 là chốt xong rồi đó, thằng OC rồi đó. Bây giờ là D này. EF E bằng B hả? Vậy E trên này này. E bằng B. Giả sử là như thế đi, E bằng B đi. Chưa có số đo của các góc. Chỉ cho được là góc E bằng góc B thôi. Đó, góc E bằng góc B. Quan sát hình vẽ. Nhỏ hơn tí dễ nhìn rồi. Bây giờ là câu hỏi là để tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC, hai tam giác này đồng dạng với nhau thì cần thêm điều kiện gì? Các bạn nhanh chóng comment câu 13 đi, chưa thấy ai comment. 13A hả? có một góc bằng nhau rồi đúng không? Bây giờ trong bộ đáp án này là các cạnh tương tỷ lệ đấy, thì có một góc bằng nhau rồi thì có nghĩa là bây giờ hai cạnh mà tạo bởi góc B phải tương tỷ lệ với hai cạnh tạo bởi góc E, tạo thành góc E. Hai cạnh tạo thành góc B đây là cạnh BA và cạnh BC, tương ứng tỷ lệ với hai cạnh tạo thành góc E đây là cạnh ED và EF. Như vậy ta có này ED phần AB đúng không? ED phần AB này bằng là EF phần BC. Câu A chính xác nhỉ? Chính xác luôn. Câu A là chính xác luôn các bạn. Cạnh ED và EF là tạo thành góc E, còn AB và BC là tạo thành góc B đấy. Chính xác. Góc E xen giữa hai cạnh ED, EF, góc B xen giữa hai cạnh BA với BC. Chọn câu 13A. Chúc mừng những bạn comment. Có bạn comment 13B kìa. DE phần AB à? DE nào? Phần AB thì bằng DF. Phần AC là sai các bạn nhé. Tại sao lại sai? Bởi vì DF và AC thì DE phần AB bằng DF phần AC thì suy ra ta phải cần có góc D bằng góc A mới được. Bởi vì DF với DE là tạo nó tạo thành góc D, mà bên này AB với AC tạo thành góc A. Trong khi đó đề bài cho góc E và góc B, soát lại đi. Phải tìm cái cặp cạnh mà tạo thành góc E, cặp cạnh tạo thành góc B tương tỷ lệ với nhau mới được. Rất đáng tiếc, xin chia buồn. Thành thật chia buồn những bạn comment 13B. Đó. Những câu khác thầy kiểm tra này không có câu nào đúng ngoài câu A. Đã sang câu 14. Trong hình vẽ 5 hình này ta có các cặp tam giác đồng dạng là, đầu tiên là các bạn nhanh chóng comment câu 14 đi nhé. Tam giác PMN tam giác lớn đấy, vuông tại P đấy, đồng dạng tam giác QMP. Câu A là hoàn toàn chính xác, bởi vì góc P, góc Q đều là góc vuông, góc tương ứng với nhau. Góc M và góc M thì là góc chung. Câu A chính xác. Câu B, PMN với PN chính xác luôn, bởi vì góc P và Q xuất phát từ PQ đều là góc vuông này, góc N và góc N là góc chung này, hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc góc đấy. Rồi QMP với QPN hiển nhiên rồi, câu C đúng luôn. A đúng, B đúng, C đúng. Tại sao câu C đúng? Bởi vì tam giác QMP với QPN là cùng đồng dạng với tam giác PMN ở câu A câu B đấy, thì ta áp dụng tính chất bắc cầu, hai tam giác này cùng đồng dạng với tam giác thứ ba là PMN thì dẫn đến hai tam giác này bằng nhau. Xin lỗi, hai tam giác này đồng dạng với nhau. Như vậy cả ba câu A, B, C đều đúng. Chọn phương án D. Chúc mừng các bạn comment D nhá. Tiếp tục câu số 15 này, dựa vào hình 5 trên tính độ dài của PQ. Nếu cho MQ bằng 25 và QN bằng 36. MQ bằng 25 và QN bằng 36. Và 25 này 36. Và câu hỏi là tính độ dài PQ. Ta sẽ nháp trên này. Các bạn nhanh chóng comment câu 15. Comment ra rồi. Ta sẽ sử dụng 103 cặp tam giác đồng dạng ta vừa có ở bài tập 14 để làm thôi. Dùng 103 cặp tam giác đồng dạng ở bài tập 14 để làm. Tam giác nào thì hợp lý đây? Thứ ba đi các bạn ha. cặp OC đi. Tam giác QMP đồng dạng tam giác QP cái gì QPN. Thế ta có tỉ số là gì? QM phần bên kia là QP. Được mà, chia hai cạnh của cùng một tam giác vào nhau cũng được. QM phần QP ở trong cùng một tam giác đi. Lớp 9 thầy muốn luyện cho các bạn hình thành một cái góc quan sát mới. Có nghĩa là lấy hai cạnh của cùng một tam giác đồng dạng chia cho nhau đấy. Chia cách thức quan sát mới để mục đích là các bạn dễ làm toán hơn. Toán 9 thì đa phần người ta chia hai cạnh tam giác. QM chia QP bằng gì? Bên kia là gì? QM là vị trí 1, 2 này, chia QP là 1, 3 này, bên kia là 1, 2 là gì? QP chia cho QP là 1, 2 này, rồi chia cho QN thôi, 1, 3 thôi. QP chia QN. Thì đến đây thì ta lập tích chéo nào. QP nhân QP là QP bình phương này, QP mũ 2 này, bạn thấy chưa? Tích chéo QP nhân QP này bằng QM nhân QN, tích chéo còn lại. QM nhân với QN. Đó. QP bình phương bằng QM nhân QN. Thay số đo vào ta có cái gì? 25 nhân 36. 25 nhân 36 được bao nhiêu? Các bạn có thể bấm máy tính của thầy không biết là chạy đi đâu rồi. Bằng 900. Thế thì QP bình bằng 900 đúng không? Vậy thì suy ra QP sẽ bằng căn bậc 2 của 900 bằng 30. Đáp án chính xác là câu C. Thầy cũng mong mỏi là các bạn tự nghĩ ra sớm một tí nha. Tự nghĩ ra sớm một tí thì càng tốt. Rồi, tiếp tục câu 16. Trong các hình sau hình nào là đa giác đều? Rồi, câu này ai cũng biết. Comment nhanh đi. Mình thật nhanh vào nào. 16 nào. Ghi cả số 16 đằng trước ạ. 16D, chính xác. Đa giác đều là đa giác có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Ở đây chỉ có hình vuông là có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau thôi. Trời ơi. Comment lên 17 đi. Thầy vừa mới nói xong. Thì lại nó lại xuất hiện. Rồi câu 18 nào. Các bạn suy nghĩ câu 18. Thời gian suy nghĩ 1 phút nhé. Có một số bạn comment câu 18B, có bạn là 18D. Có hai phương án. Thực ra thì ta sẽ có, nếu như các bạn mà thích thì vẽ cái ngũ giác ra cách. Nếu như mà trường hợp quên công thức thì vẽ cái hình ra. Ngũ là 5 hình 5 cạnh này, 3 cạnh này phải không? 4 cạnh 5 cạnh. Hình nhất 1 2 3 4 ngũ 5 cũng là hình 5 cạnh, 1 2 3 4 5 cạnh. Bây giờ tam giác này là có tổng số các góc là bao nhiêu thì ta chia thành 3 tam giác thôi. Mỗi tam giác có số đo là 180 độ. Vậy 3 tam giác là 180 độ nhân 3. Đáp án là bao nhiêu nhỉ? 540 độ à? Câu B. 540 độ. Thì câu hỏi đặt ra là công thức gì? Công thức nó như thế nào? Thì công thức là như thế này. Số cạnh là 5 đúng không? Ngũ là 5 này. Ngũ là có 5 cạnh. Như vậy công thức của nó là 100, muốn tính tổng số đo các góc của một đa giác bất kỳ ấy, đấy 180 độ nhân với số cạnh trừ đi 2. Số cạnh trừ đi 2 thì là đáp án. Số cạnh là n, thầy ký hiệu là n nhé, 5 trừ 2 đấy. Thay áp dụng câu bài này là 5 trừ 2. Sau này tất chúng ta biết là áp dụng của tất cả các cái đa giác khác cũng tương tự như thế. Tại sao lại nhân n trừ 2? Bởi vì 5 cạnh thì chia thành 3 tam giác. Chia thành 3 tam giác. Tức là ta sẽ tính số đường chéo xuất phát từ một đỉnh. Mỗi đường chéo như vậy á thì ta sẽ trừ đi cái đường chéo, trừ đi 3 đỉnh ngay tại cái đỉnh xuất phát đường chéo. Ví dụ như đây thầy ghi là A đi, B, C, D, E đi, thì các bạn thấy là trừ đi 3 đỉnh A, B, E thôi. Trừ đi AB với AE là hai cạnh AB với AE là nó không tạo thành tam giác mới. Thì có đường chéo AC với AD tạo thành hai tam giác hai bên cộng với tam giác giữa là 3 tam giác. Tam giác là tổng số đo các góc là 180 độ. Câu số 19. Số đo mỗi góc ở đỉnh của một lục giác đều. Lục giác đều. Lục là gì? Lục là hình có 6 cạnh. Lục này là lục giác đều. Các bạn để ý nhé. Lục giác đều thì có 6 cạnh. 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau. Thế các bạn suy nghĩ này, mình có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau thì áp dụng công thức như ở trên á, ta khỏi vẽ là hình cũng được. Đầu tiên là hình này có 6 cạnh đúng không? Vậy thì tổng số đo các góc, tổng số đo các góc của 6 đỉnh á, 6 đỉnh là sẽ là 180 này nhân với 6 cạnh đúng không? 6 trừ 2 đúng không? Áp dụng công thức ở trên này, n trừ 2 tức là 6. Ở trên là 5 trừ 2 là bởi vì ở trên là ngũ giác, còn đây là lục giác. 180 nhân 4. 180 nhân 4. 180 độ nhân 4 là bao nhiêu nhỉ? 720 độ. Tuy nhiên là ở đây là tổng số đo 6 đỉnh, các góc của 6 đỉnh là 720 độ. Vậy thì một đỉnh là bao nhiêu? Là 720 độ chia 6. 720 độ chia 6 đáp án là 120 à? 120 độ nhỉ? Rồi. Đáp án chính xác là 19B. Chúc mừng các bạn comment 19B. Câu 20. Ngũ giác có số đường chéo xuất phát từ một đỉnh bằng. Đếm luôn. Ngũ giác là hình năm cạnh này này, có hai đường chéo xuất phát từ một đỉnh. Đường chéo AC với đường chéo AD. Có hai đường chéo thôi. Câu 20A. Có bạn comment 20D à? Sao nhỉ? Đọc kỹ đề đi. Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh. Từ một đỉnh chứ không phải người ta có hỏi tất cả các đường chéo đâu. Hình như các bạn tính tất cả các đường chéo đúng không? 5 đường chéo đúng không? Nhưng mà người ta hỏi là đường chéo, số đường chéo xuất phát từ một đỉnh thôi đó. Từ một đỉnh. Ví dụ như đỉnh A đây, quan sát câu 18 này, trên câu 18 này. Có hai đường chéo AC với AD xuất phát từ đỉnh A. Có đầu. Và cách tính số đường chéo thì đơn giản thôi. Áp dụng công thức như sau: lấy số cạnh của tam giác là ngũ giác trong 5 đúng không? Trừ đi 3, tại sao lại trừ 3? Công thức là n trừ 3, số n là số cạnh. Áp dụng vô câu 20 là 5 trừ 3. Tại sao lại trừ 3? Bởi vì có 3 đỉnh là đỉnh như cái hình 18 này, đỉnh A này, đỉnh B, đỉnh E là không được tính này. Đó là nối lại ra cạnh này đúng không? Trừ đi 3 đỉnh đó. Nếu được không? Đáp án chính xác là bằng 2 nhé. Câu 21. Diện tích tam giác có đáy bằng A, chiều cao tương H được tính theo công thức là 1/2AH. Cái này thì ai cũng biết. Rất đơn giản. Câu 22. Nhanh chóng comment câu 22 các bạn ơi. Tổng đề này có 30 câu, ta sẽ tăng tốc để hoàn thành sớm ra nghỉ. A2B hả? Đúng rồi. Công thức tính diện tích hình thoi có đôi ra hai đường chéo là D1 D2. 1/2 tích hai đường chéo. Chính xác. Chúc mừng các bạn comment 22B. Còn câu 23 thì thầy xin mời một bạn đọc đề bài. Xin mời bạn Đoàn Quang Khanh đọc đề bài. Câu 23 rồi. Đúng rồi. Khẳng định là sau đây là đúng. A. Đường trung bình của một tam giác. Chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. B. Đường trung tuyến của một tam giác. Chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Đường cao của một tam giác. Chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. D. Ba đường trung tuyến của một tam giác. Chia tam giác đó thành 6 tam giác có diện tích bằng nhau. Một số bạn comment 23D. Rồi, quan sát nha. Câu A. Người ta nói là đường trung bình của một tam giác thì chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Đường trung bình ví dụ như tam giác ABC đi, có đường trung bình là MN đi. M là trung điểm của AB và N là trung điểm của AC. Thì chia một tam giác, làm gì có chia một tam giác thành hai tam giác đâu. Câu A sai. Câu B. Đường trung tuyến của một tam giác, chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Câu B nhá. Những bạn khác nhanh chóng comment đi nha. Ví dụ thầy có tam giác ABC, thầy gọi M là trung điểm của BC. Nhắc lại, M là trung điểm của BC. Thì khi đó thầy có đoạn thẳng nối từ đỉnh A đến trung điểm M của cạnh BC được gọi là đường trung tuyến AM. Đường trung tuyến AM chia tam giác ABC lớn ban đầu thành hai tam giác, đó là tam giác AMB và tam giác AMC. Tam giác hai bên. Người ta nói là đường trung tuyến của tam giác, chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Câu này là hoàn toàn chính xác. Tại sao câu này lại đúng? Nhìn lại comment của các bạn. như bạn là comment là D, rất đáng tiếc. Các bạn chưa làm câu 23 trọn vẹn, các bạn đã đi làm comment 24 rồi, vội vàng đi comment 24 để làm gì? Câu 23 không biết làm thì làm câu 24 làm gì? Tôi đỉnh A thời kẻ đường cao AH vuông góc với đường thẳng BC, cạnh BC. Thế thì lúc này diện tích tam giác AMB bằng 1/2 tích của đường cao AH nhân với cạnh đáy MB. Còn diện tích tam giác bên phải là tam giác AMC bằng 1/2 tích của đường cao vẫn là AH nhân với cạnh đáy MC. Một số bạn thắc mắc tại sao lại tam giác AMC có đường cao AH. Đường cao của tam giác là đường xuất phát từ một đỉnh và vuông góc với đường thẳng chứa cạnh đối diện. Rõ ràng thì AH vuông góc với đường thẳng BC chứa cạnh MC. Đường cao lúc này nó nằm phía ngoài tam giác. Không phải đường cao lúc nào cũng nằm phía trong tam giác đâu các bạn. Đường cao có khi nằm ngoài tam giác. Như vậy thì đường cao có thể nằm ngoài tam giác. Tam giác AMB có đường cao AH ở ngoài. Hai tam giác 1/2 AH thì giống nhau rồi, hai phần này y chang nhau, nó làm gì? Rồi MB lại cũng bằng MC nữa, bởi vì M là trung điểm BC. Như vậy có nghĩa là diện tích hai tam giác này bằng nhau. Đáp án đúng phải là câu B. Còn câu C, đường cao của một tam giác chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau là sai. Rõ ràng tam giác AHB không bằng tam giác AHC. Diện tích hai tam giác này không bằng nhau. Diện tích hai tam giác không bằng nhau. Lưu ý là tam giác AMB nó không bằng tam giác AMC đâu nhé. Hai tam giác AMB và AMC không bằng nhau, nhưng mà diện tích bằng nhau. Các bạn lưu ý như thế. Hai tam giác thì không bằng nhau nhưng mà có diện tích bằng nhau. Giống như hai mảnh ruộng, hai ngôi nhà, hai mảnh đất mà có chứa hai ngôi nhà đấy. Có thể mà một mảnh là hình vuông, có mảnh chữ nhật, có mảnh là méo méo. Tất cả những mảnh đó có thể là nó đâu có bằng nhau đâu, nhưng mà diện tích nó bằng nhau. Ta sang câu 24. Diện tích tam giác vuông cân có cạnh viền 4 dm bằng bao nhiêu? Tam giác vuông cân. Trước tiên thì ta sẽ vẽ một tam giác vuông cân. Ví dụ thầy vẽ tam giác ABC vuông cân tại A, cạnh viền bằng 4 dm. Và câu hỏi là diện tích tam giác này bằng bao nhiêu? Đấy. Thì ta đã biết rồi, áp dụng định lý Pythagore ta có là AB bình cộng AC bình bằng BC bình, là định lý Pythagore. Thay số đo vào là 4 bình là 16. Mà AB với AC là bằng nhau. Do đó thì vị trí của AC bình thì thay bằng AB bình luôn. Như vậy AB bình cộng AB bình là 2 lần AB bình bằng 16. Vậy thì AB bình của ta là bằng 16 chia 2 là 8. Vậy suy ra AB bằng căn của 8. Căn của 8. Đơn vị cm. Tương tự như vậy, AB bằng 8 thì ta cũng suy ra được là AC cũng bằng 8 luôn, tại vì căn 8 chứ. Tại vì AB bằng AC, tam giác vuông cân tại A. Đấy. Thế thì diện tích lúc này ta có diện tích là bao nhiêu? Diện tích tam giác vuông á, ABC là bằng 1/2 tích của hai cạnh vuông, 1/2 của AB nhân AC là căn 8 nhân căn 8. Căn 8 nhân căn 8 là 8 các bạn ạ. Căn 8 nhân với căn 8 thì ra dương 8. Và 8 chia cho 2 lần trước nữa, 1/2 của 8 là bằng 4. Đáp án chính xác là 24 câu B. Từ B. Số bạn comment sai đấy kìa. Đấy. Chưa học bò lo học chạy. Comment sai được rồi. Chưa làm câu 23 nhỉ, đang comment 24 rồi. Đang tiếp. Các bạn thấy không? Các bạn đã một số bạn nóng vội học toán 9 mà trong cái đó các kiến thức toán 7, toán 8 là các bạn chưa nắm vững. Thì làm sao học được toán 9 đây? Câu. Đây là những kiến thức trọng tâm để sai thế này. Về mà có vấn đề bài nào mà chưa xem, chưa hiểu kỹ, xem lại video trên kênh YouTube Thay Long Day Toan để hiểu thật kỹ. Có lẽ là các bạn học không có học chỗ nào mà các bạn coi được lại video như thế này, muốn học đi học lại ha, tuyệt vời thế này. Rồi. Câu 25, diện tích hình thoi có cạnh là 4 chiều cao bằng 3. Thì công thức tính hình thoi là có hai công thức. Công thức thứ nhất là 1/2 tích hai đường chéo, và công thức thứ hai là 1/2 là chiều cao nhân với cạnh đáy tương ứng. Và đây, cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng. Đáy ở đây là 4 nhân chiều cao là 3, đáp án là 12. Thế thôi. Đáp án chính xác là câu C, 25C. Dành cho những bạn không nhớ công thức tính diện tích hình thoi như thế. Còn bạn nào mà vẫn chưa nắm vững thì có thể quan sát cái hình vẽ như sau. Vẽ bên bảng trắng này về vẽ không có đẹp được. Đó. Bên kia có công cụ vẽ. A, B, C, D. Rồi A, B, C, D. Thì có cái gì? Thầy chọn BC làm cạnh đáy đi. Ở đường cao là vẽ một đường cao đây. Đường cao AH. Thì diện tích hình thoi là bằng S sẽ bằng cạnh đáy BC nhân với chiều cao AH. Diện tích tam giác, diện tích hình thoi ABCD là bằng tổng diện tích của tam giác ABC. Tam giác ABC bên trái này cộng với tam giác ACD bên phải. Đó. Diện tích tam giác ABC là bao nhiêu? Thì tam giác ABC, diện tích tam giác ABC nhé. Tam giác ABC là bằng 1/2 là cạnh đáy BC. Đáy BC thầy gọi là độ dài là A nhỏ đi. Còn chiều cao AH đặt là H đi. 1/2 H. Đó là tam giác ABC. Tương tự như vậy thì do là tam giác ABC bằng với tam giác ADC, do đó thì tính một tam giác nhân đôi lên thôi. Đấy, như vậy thì diện tích của hình thoi. Diện tích của hình thoi ABCD sẽ bằng 2 nhân với diện tích tam giác ABC. Có nghĩa là 1/2 AH này rồi nhân với 2 nữa. Nhân với 2 đằng trước nữa. 2 rút gọn 1/2 trong ngoặc thì còn là AH. Đó là công thức tính diện tích hình thoi. Nếu mà dành cho những bạn không nhớ công thức thì phải chứng minh thôi. Chúng ta phải đi hiểu rõ bản chất giống như thầy ấy. Học toán là học hiểu rõ bản chất vấn đề để chứng minh được công thức. Lỡ mai vô trong phòng thi quên mất công thức thì phải làm sao? Đúng không? Thì phải chứng minh được sử dụng thôi. Câu 26. Nếu các kích thước của một hình chữ nhật tăng gấp 2 lần thì diện tích của hình chữ nhật đó tăng gấp bao nhiêu lần? Các kích thước của một hình chữ nhật tăng gấp 2 lần thì diện tích như là bao nhiêu? Ví dụ hình chữ nhật ban đầu có diện tích là S1 đi, diện tích hình chữ nhật là hình số 1 đấy. Diện tích là chiều rộng là A nhân chiều dài là B. Bây giờ sau khi S2 là diện tích tăng 2 lần đúng không? Đó, cái gì? Kích thước. Nếu các kích thước của một hình chữ nhật tăng gấp 2 lần, tức là chiều rộng tăng 2 lần là 2 nhân A này. Chiều rộng, chiều dài tăng 2 lần là 2 nhân B này. Gấp đôi lên. Thì lúc này 2A nhân 2B là được 4AB. Ta lấy 2 nhân 2 là 4. Mà AB chính là diện tích S1. Như vậy là 4 lần S1. Vậy thì nói tóm lại S2 gấp 4 lần S1. S2 bằng 4 lần S1. Vậy thì có nghĩa là diện tích hình chữ nhật tăng 4 lần. Gấp 4 lần. Chúc mừng những bạn comment 26C. Diện tích câu 27. Diện tích tam giác có độ dài cạnh bằng 5. Chiều cao tương ứng là 6. Diện tích tam giác có một độ dài 1,5. Chiều cao tương ứng với tam giác đó hả? Vậy thì 1/2 AH thôi. Chiều cao tương ứng mà. 5 nhân 6. Đáp án sẽ là 6 rút gọn với 2 đi, còn 3, 5, 3, 15 cm vuông. Câu này nhắc lại công thức ha. Câu 28 gần hết rồi các bạn ha, tuyệt vời, gần hết rồi. Một khu vườn hình thang có chiều cao là 200 m, đường trung bình của hình thang là 400 m, diện tích khu vườn bằng bao nhiêu? Khu vườn hình thang ABCD đi, có M là trung điểm của AB, có N là trung điểm của BC. Vậy thì khi đó MN là đường trung bình. Đường trung bình là 400 m. Còn đường cao là thầy vẽ một đường vuông góc từ A H đi, vuông góc với CD thì ta có đường cao AH là 200 m. 200 m. Câu hỏi là diện tích khu vườn bằng bao nhiêu? Để coi comment nào. Các bạn comment 28 chưa? Chưa ai comment 28 cả. Chưa ai comment 28. 28, có một bạn comment C. Nguyễn Thị Hải Yến comment C. Những bạn khác chưa comment. Rồi. Một bạn thôi à? Những bạn khác không biết à? Một bạn hãy nhắc lại cho thầy công thức tính diện tích của hình thang nào. Mời bạn Lê Đăng Khoa. Công thức tính diện tích hình thang, Lê Đăng Khoa. Cái này em không nhớ. Học xong này trả cho thầy cô hết tiêu rồi. Diện tích hình thang S bằng đáy bé cộng đáy lớn nhân với chiều cao chia 2. Đáy bé ở đây là AB là A nhỏ đi, đáy lớn CD là B nhỏ đi. Mà cái điều tuyệt vời ở đây á, thì bây giờ làm sao để tính được H thì có rồi đúng không? H của ta là 200 đúng không? Vậy làm sao tính được A nhỏ cộng B nhỏ chia 2? Tính được đáy bé cộng đáy lớn chia 2. Đáy bé cộng đáy lớn chính là gì nhỉ? Chính là AB, áp dụng bài này là AB cộng CD này chia 2 này, nhân với chiều cao này, H ở ngoài này. Và các bạn nhớ MN là đường trung bình của hình thang ABCD thì ta có công thức MN sẽ bằng đáy bé cộng đáy lớn chia 2. Đường trung bình thang bằng trung bình cộng của hai cạnh đáy. Nhớ lại kiến thức dành cho những bạn quên mất rồi. Bằng đáy bé cộng đáy lớn chia 2, tức là AB cộng CD chia 2 là chính là MN. MN nhân với H. H của ta đây là gì này? Chính là AH đấy. MN nhân AH. Thay số đo vào là 200 nhân 400 bằng 81 80.000. 80.000 đơn vị là mét vuông. Nhưng mà ta phải đổi về đơn vị ha nữa. Ha là hecta đấy các bạn. 1 hecta là 10.000 mét vuông. Như vậy thì 1 ha là 10.000 mét vuông đấy. Vậy 80.000 mét vuông là ta lấy 80.000 mà chia cho 10.000, chia cho 10.000 thì ra 8 ha. Đấy, 80.000 mà chia cho 10.000 đúng nhỉ? Các bạn chính xác là câu B. Câu 28B. Rồi. Còn 2 câu nữa thôi. Câu 29, hai tam giác có đường cao bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau có đường cao bằng nhau thì A nhỏ diện tích của chúng bằng nhau, câu B nhỏ hai tam giác đó bằng nhau. Câu C nhỏ tỷ số diện tích của hai tam giác đó bằng 1/2. và câu D nhỏ tỷ số diện tích của hai tam giác đó bằng tỷ số của hai cạnh đáy tương ứng. Nào, nhiều bạn comment 29 mà, 29 comment B à? 29 comment B à? Rồi, 29 comment B, phải không? Hai tam giác có hai đường cao bằng nhau mà đòi mà cho hai tam giác nó bằng nhau được. Tầm 7. Một tam giác nhỏ, một tam giác có cạnh đáy nhỏ hơn. Để vẽ cho các bạn coi này. Hai tam giác có đường cao bằng nhau nhưng mà hai tam giác không bằng nhau này. Đó, ví dụ tam giác ABC có đường cao AH bằng 3 đi. Bây giờ vẽ một tam giác khác nào. DEF có đường cao DK cũng bằng 3 đi. Hai tam giác này có đường cao bằng nhau nhưng mà diện tích đâu bằng nhau đâu. Vì độ dài cạnh đáy BC với EF đâu bằng nhau. Hai tam giác đó bằng nhau. Sai luôn. Câu C, tỷ số diện tích của hai tam giác đó bằng 1/2. Cũng không có căn cứ. Chỉ còn câu D may ra mới đúng thôi. Tỷ số diện tích hai tam giác đó bằng tỷ số hai cạnh đáy tương ứng. À, ta lấy diện tích tam giác ABC nhé, chia cho diện tích của tam giác DEF nhé. Thay số vào ta có gì? Diện tích tam giác ABC là 1/2 nhân đường cao AH nhân với cạnh đáy BC. Còn diện tích tam giác DEF là gì? 1/2 nhân với đường cao DK nhân với cạnh đáy là EF. Bây giờ ta tiến hành rút gọn. 1/2 với 1/2 giống nhau, rút gọn được hết này. AH với DK thầy cho và đều bằng 3, rút gọn được này. Đấy, để cho số đó bằng nhau. Tại vì đề bài nó là hai tam giác này có đường cao bằng nhau mà. Cho nó bằng 3 đi, để dễ quan sát. Như vậy còn lại BC phần EF. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tỷ số diện tích của hai tam giác đó thì bằng với tỷ số hai cạnh đáy tương ứng. Đó, tỷ số diện tích bằng tỷ số hai cạnh đáy tương ứng. SABC chia SEDF bằng BC chia EF. Đáp án đúng phải là câu D các bạn ha, 29D. Tiếp tục câu cuối cùng, câu 30. Câu cuối cùng trong ngày hôm nay. Chúng ta nán lại thầy dặn dò cho tuần sau nhé. Diện tích tam giác đều cạnh bằng A. Thì công thức tính diện tích tam giác đều cạnh bằng A là A bình phương căn 3 chia 4. Giới thiệu với các bạn như thế luôn. Tam giác đều cạnh bằng A này. Đúng không? Nếu mà có đường cao H đi. Đấy là A đi. Thì đường cao tam giác đều là A căn 3 chia 2. Đó là đường cao. Nhớ này. Bạn nào không nhớ về công thức này thì ghi vô này. Còn diện tích á, là 1/2 AH. 1/2 AH. A của ta là vẫn là A, còn H của ta là A căn 3 chia 2. H là A căn 3 chia 2. Ở đây thì ta có A nhân với A là A mũ 2 này. Trên tử là căn 3 nữa này. Dưới mẫu 2 nhân 2 ra 4 này. Đó là công thức. Nhớ cho thầy hai công thức này. Công thức tính đường cao của tam giác đều cạnh A và công thức tính diện tích tam giác đều cạnh A. Cạnh thì có thể thay đổi, không thể A không người ta không thích cho A thì cho B, C gì cái gì cũng được. Nhưng đấy là công thức thay vào công thức này. Các bạn comment cho thầy tổng số câu mà các bạn comment đúng. Các bạn comment trả lời đúng được bao nhiêu câu? Các bạn comment đúng tổng số lượng bao nhiêu câu? Bây giờ thầy dặn dò cho tuần sau nhé. Trong lúc các bạn đang đếm comment thầy dặn dò tuần sau. Trước tiên thì thầy sẽ stop video tại đây.